làm đám hỏi với DJ Huy DX sau nhiều năm sống chung. Lưu Deli xác nhận chiều 17 tháng 10 việc cô tổ chức đám hỏi với bạn trai lâu năm, nữ diễn viên chạy trốn thanh xuân, cho biết cô sẽ tổ chức đám cưới hai lần nhưng từ chối tiết lộ thời gian cụ thể của lễ cưới. Lưu Deli cho biết lễ cưới đầu tiên sẽ được tổ chức hoàn toàn theo phong tục truyền thống với sự tham gia của bạn bè, người thân trong gia đình và hoàn toàn riêng tư sẽ diễn ra vào cuối năm nay đám cưới thứ hai sẽ được tổ chức vào mùa xuân 2020 theo phong cách Tây trong không gian ngoài trời hoặc tại một resort ven biển. Tuy nhiên nữ diễn viên 9X từ chối chia sẻ về địa điểm cụ thể. Mặc dù đã bên nhau thời gian dài và có chung một cậu con trai 4 tuổi, nhưng tới thời điểm này Lưu Đê Ly mới tổ chức đám cưới. Lưu Đê Ly từng có một thời gian dài sống trong sự chỉ trích của dư luận, vì cô đến với Đô Xuân Huy khi anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, khiến cô mang tiếng là kẻ thứ ba giật chồng. Chính vì tai tiếng này nên khi chạy trốn thanh xuân, còn chưa lên sóng đã có rất nhiều khán giả lên tiếng tẩy chay bộ phim vì có Lưu Delhi đóng chính. Hồi tháng 8, Lưu Delhi gây xôn xao khi công khai toàn bộ hình ảnh gương mặt thẩm mỹ. Một tháng sau đó nữ diễn viên lại gây xôn xao khi lần đầu chia sẻ tường tận về những câu chuyện đời tư trong quá khứ. Liên quan đến người đàn ông hiện tại từng khiến cô bị chỉ trích là kẻ cướp chồng. Dòng chia sẻ của Lưu Delhi sau đó nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của nhiều người.